Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, làm Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét đậm, rét hại. Dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cũng từ đêm ngày 20 tháng 1, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, còn từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ, khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ. Cảnh báo trong đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới trong đợt rét đậm rét hại trên diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá